Vậy thế nào mới là chữ con? Trả lời cho tới hết luôn luôn câu hỏi này mới được điểm cộng nha. Dương. Sao? Thế nào thì gọi là chữ? Biết đúng không? Hả? Không biết đúng không? À, rồi. Đến đây thì được nửa cái dấu cộng rồi ha. Nửa cái dấu cộng là dấu gì? Nửa cái dấu cộng là dấu trừ đúng không? Đúng rồi cô, vậy là bị trừ. Đúng rồi cô. Đó là những kẻ cơ hội. Bạn Ngọc Điền và bạn Hoàng Quân là những kẻ cơ hội. Đợi lúc người ta xa cơ thất thế là nhảy vào liền. Đúng không? À, cô nói đùa vậy thôi chứ cô vẫn phải cho nữa cái dấu cộng, có nghĩa là gần được cái dấu cộng rồi, để đó ha. Nếu mà trong quá trình học có chỗ nào nữa thì cô sẽ cho bạn một dấu cộng. Bây giờ cô sẽ nói cho các bạn nắm về cái chỗ trên này. Các bạn đang không biết giải thích chữ là gì đúng không? Chữ thì chúng ta sẽ hiểu nó là chữ viết. Chữ viết chúng ta có thể hiểu nó là chữ cái, chúng ta có thể hiểu nó là cái mặt mà chúng ta nhìn, mặt nhìn của một tiếng. Ví dụ như cô nói là tiếng Ngọc, cô nói là Ngọc thì cô viết nó ra đây, Ngọc thì đây chính là chữ Ngọc, đây chính là chữ Ngọc. Còn khi cô đọc lên Ngọc thì đó là tiếng Ngọc. Như vậy về một một tiếng chúng ta sẽ có là tiếng về mặt âm thanh và tiếng về mặt chữ viết. Mình sẽ gọi là tiếng và chữ để phân biệt nó nha. Xong rồi trong một cái chữ như vậy nó được cấu tạo bởi nhiều chữ cái, chữ N cộng chữ G cộng chữ O cộng chữ C và dấu thanh nặng, chúng ta sẽ tạo thành một tiếng. Khi tiếng đó được viết ra chúng ta gọi là chữ, được chưa? Cho nên cái hồi nãy cô hỏi là chữ chữ khang và chữ trang giống nhau ở chỗ nào thì đó chính là giống nhau ở vần an và khác nhau ở chỗ âm đầu. Một cái là âm khờ và một cái là âm trờ, được chưa? Nắm chưa? Nắm rồi hen. Rồi hôm nay cô sẽ đi vào cái bài học mà hôm trước cô Khang đã dặn các bạn về nhà tìm hiểu trước đúng không? Đó chính là bài cấu tạo của bài văn tả cảnh. Tụi con lấy tập ra ghi bài. Hôm nay là ngày ngày 3 tháng 8 năm 2021. Bài học. Các bạn có thấy màn hình của cô share hết không? Ai thấy giơ tay lên nè. Ok. Thấy hết hen. Bạn thấy Bảo thấy không? Thấy giơ tay. Thế Bảo Minh Hoàng có thấy màn hình của cô share không? Hoàng Quân thấy màn hình luôn đúng không? Ai mà trong lúc giảng mà có không thấy màn hình của cô thì báo giùm cô ha. Các bạn bỏ tay xuống hết đi. Rồi. Bài. Bài học. Bài này thuộc phân môn tập làm văn. Và đây là cái phần lý thuyết về tập làm văn, mai mốt chúng ta sẽ thực hành. Muốn thực hành được thì phải giỏi lý thuyết. Hôm nay học bài cấu tạo của bài văn tả cảnh.
tụi con ghi bài vào ha. Cái điều mà cô mong tụi con sẽ làm được ở trong cái bài học này là gì? Thì ngay đây cô sẽ ghi luôn cái phần mục tiêu chúng ta phải làm được sau khi học xong cái bài này ha. Đó là tụi con sẽ biết được biết cái cấu tạo của một bài văn tả cảnh. Biết được cấu tạo của một bài văn tả cảnh. Và thứ hai, đó là tụi con có thể thực hành là viết được một bài văn tả cảnh. Hoặc là tụi con sẽ phân tích được cấu tạo của một bài văn tả cảnh do người khác viết, được không? Phân tích được cái cấu tạo của một bài văn tả cảnh cụ thể nào đó. Rồi, sau khi ghi thì các bạn có thể lấy cái cây bút qua ha. Chúng ta đóng khung cái mục tiêu bài học lại. Ghi đi tụi con, cô cho các bạn vào phòng cái. Bạn Ngọc Điền bỏ tay xuống giùm cô nha. Không phải cô ơi, con có ý kiến cô ơi. Ủa vậy hả? Sao con? Sao sao? Con không có sách cô. Ok, không sao hết, không sao hết. Con chỉ cần theo dõi cái màn hình của cô thôi. Chừng nào cái gì cần sách, cô sẽ chiếu sách lên. Đây, theo dõi nha. Bây giờ cô hỏi lại một chút xíu nè. Cô đóng cái màn hình của cô lại. Cô đóng lại nó vẫn còn thấy ta. À quên cái này. Rồi thôi được rồi. Thế này các bạn nhớ cho cô nè, nhớ ngay cho cô nè. Mục tiêu thứ nhất của bài học này là gì? Cô mời bạn số 1, bạn Hoàng Quân. Đúng rồi, Hoàng Quân đúng rồi. Alo, Hoàng Quân ơi. Dạ. Mục tiêu thứ nhất của bài học này là gì? Biết cấu tạo của một bài văn tả cảnh. Biết cấu tạo của một bài văn tả cảnh. Đọc không à? Phải nhớ nhớ ngay vào đầu nha. Một hồi là cô đi qua một vòng, là lát nữa cô sẽ bôi cái trang này đi và cô sẽ hỏi lại các bạn. Rồi, tắt mic cho cô Hoàng Quân. Bạn Ngọc, cho cô biết cái mục tiêu thứ hai của bài học là gì? Dạ thưa cô, là thực hành viết được một bài văn tả cảnh. Thế nào là mình thực hành viết được một bài văn tả cảnh? Dạ thưa cô. Có nghĩa là khi cô cho tụi con một cái đề nào đó, ví dụ như là cô yêu cầu là các em hãy tả lại cái cảnh vui chơi của các bạn học sinh ở trong trường, hay là các em hãy tả lại cảnh của những người nông dân đang gặt hái ở trên cánh đồng, vân vân. Khi cô yêu cầu cái đề như vậy mà các bạn làm được, phải không? Các bạn làm được từ cái việc các bạn vận dụng những cái điều chúng ta được học trong ngày hôm nay, thì đó nghĩa là tụi con đang thực hành viết được một bài văn tả cảnh, được chưa? Còn phân tích được cấu tạo của một bài văn tả cảnh cụ thể nghĩa là sao? Nghĩa là sao? Cô mời bạn Ngọc Điền. Dạ. Ngọc Điền. Ngọc Điền nghe không? Dạ chưa cô. Thế nào là chúng ta có thể phân tích được cấu tạo của một bài văn tả cảnh? Nghĩa là như thế nào đây? Nghĩa là khi người ta viết một cái bài văn tả cảnh rồi, người ta là người viết chứ không phải là mình, thì mình biết phân tích để mình chỉ ra được là cái bài đó nó có cấu tạo như thế nào. Con hiểu không? Bây giờ nè, nãy giờ cô thấy là các bạn cũng chưa có sự tập trung lắm, cho nên cô có một cái điều là các bạn phải lưu ý là cái bài học của mình á,
là nó nói đi nói lại cái từ này nè, nói đi nói lại cái từ là cấu tạo. Đây, cấu tạo của bài văn tả cảnh, mục tiêu thứ nhất là sẽ chúng ta sẽ phải biết cấu tạo của một bài văn tả cảnh như thế nào. Thứ hai là chúng ta biết viết được một bài văn tả cảnh và phân tích được cấu tạo của một bài văn tả cảnh. Vậy cái từ này các bạn có nắm được cái ý của nó không? Có biết được cái nghĩa của từ cấu tạo có nghĩa là gì không? Cái đã, đúng nào? À, cô mời bạn nào có thể giải thích cho cô được cấu tạo có nghĩa là gì? Ai biết giơ tay? À, Hoàng Quân. Không phải cô. Ủa sao vậy? Sao giơ tay lộn vậy? À, ai giải thích được nghĩa của từ cấu tạo? Ủa tại sao bạn Hoàng Quân lại có hai cái nick? Hai cái nick lận. Tắt bớt một cái. Cái điện thoại, cái máy tính đó cô. Vậy tính hả? Để nhìn cho rõ, còn điện thoại để nói chuyện. À, rồi ok. Rồi, à, cô... Ngọc Điền, Ngọc Điền hỏi Ngọc Điền. Con biết lại rồi. Rồi Hoàng Quân tắt tắt rồi tắt cái giơ tay giùm cô nha. Bạn nào biết giơ tay lên giải thích từ cấu tạo. Cấu tạo có nghĩa là gì? Con giơ tay là con biết rồi. Rồi. Cô. Rồi ok. Mời Hoàng Quân. Dạ là bài văn tả cảnh thường có 3 phần. Ồ, cô không có hỏi cái điều đó nha. Cô không có hỏi là bài văn tả cảnh gồm mấy phần gì gì hết trơn á. Cô hỏi nghĩa của từ cấu tạo là gì. Nghe rõ câu hỏi không? Rồi, ai biết? Suy nghĩ giơ tay trả lời. Cô mời bạn Bảo Khánh. Cô là cấu tạo của một cái gì đó. Là hành... Cô là thành phần của một cái gì đó. Rồi, cấu tạo có nghĩa là gì? Bạn Bảo Khánh trả lời, cấu tạo của một cái gì đó là thành phần của một cái gì đó. Nhiều cái gì đó quá. Là thành phần. Rồi. Cô cảm ơn bạn, bạn nói một cái từ mà cô cho nó là cái từ khóa ở trong này đó là được rồi ha. Đó là từ thành phần, cái thành phần. Còn bạn nào có bổ sung gì không? Đâu, bạn nào có bổ sung gì không? Giơ tay lên cho cô coi. Tụi con muốn tìm hiểu cái gì, tụi con phải hiểu cái nghĩa của cái từ đó cái đã ha. Chưa hiểu nghĩa của từ cấu tạo mà không thấy ai giơ tay hỏi cô ơi cấu tạo có nghĩa là gì. Tới hồi cô hỏi cấu tạo là gì không ai biết trả lời hết trơn. Được không? Còn ai bổ sung gì không? Thế bây giờ các bạn sẽ cái gì vậy nè? Gì mà nó bum bum hoài. Rồi. Các bạn nhớ lại những cái mà nó có cấu tạo đi. Cho cô những cái ví dụ mà nó có những sự vật mà nó có cấu tạo. Nào, mỗi bạn suy nghĩ cho cô một cái sự vật nào đó mà nó có cấu tạo nha. Cô sẽ mời qua hết luôn, ai cũng phải nói cho cô biết hết luôn. Rồi, cô sẽ mời ngược trở lại là bạn Hoàng Huy. Hoàng Huy đâu rồi? Dạ. Cô suy nghĩ cho cô những sự vật nào mà gọi là nó có cấu tạo. Hiểu theo nghĩa của bạn bạn gì ta? Bạn Bảo Khánh nói là cấu tạo là cái thành phần. Vậy theo con thì cái sự vật nào mà gọi là nó có cấu tạo? Thằng Huy biết không? Dạ không. À không, tiếp tục suy nghĩ nha, tiếp tục suy nghĩ. Bây giờ con lắng nghe bạn, sau đó con suy nghĩ ra một cái của riêng con nha. À, bạn Nguyễn Thùy Dương nè.
Chị Dương nghĩ ra chưa? Được chưa? Rồi tới Thế Bảo. Thế Bảo đâu con? Dạ chưa. Chưa luôn. Rồi à, tới Minh Hoàng. Minh Hoàng chưa luôn. Đúng không? Rồi tới Bảo Khánh. Thưa cô là cái bánh. Cái bánh. Ok, cái bánh. Cấu tạo của cái bánh như thế nào con? Bánh gì đi, bánh gì đi, cụ thể đi. Bánh gì? Bánh gì? Thưa cô là bánh kem. Bánh kem. Ok. Rồi, bánh kem. Rồi, cấu tạo của bánh kem nó như thế nào đâu con? Dạ. Thưa cô là bánh và kem. À có bánh. Bánh kem nó có bánh. À, xin lỗi, chỗ này. Nó có bánh và nó có kem. Rồi. À, còn gì nữa không? Có bánh với có kem. Chính xác là con phải nói như thế này nè. Có bánh ở giữa và có kem bao phủ ở phía ngoài. Đúng không con? Hả? Có dạ. Bánh ở giữa và có kem dạ. Bao phủ ở phía ngoài đúng không? Dạ đúng. Ừ, nói vậy người ta mới biết chứ để con nói nó có bánh và có kem, cái người ta tưởng đâu là cái bánh và cái kem cộng lại hòa với nhau rồi tạo thành cái bánh. Nhưng thực ra nó không phải. Cấu tạo của cái bánh kem là nó có cái lớp bánh ở giữa và kem nó bao phủ ở phía ngoài. Đúng không? Rồi. Hoặc là nếu mà nhà nào có điều kiện nữa thì sẽ cho thêm gì nữa con? Cho thêm gì nữa? Hả? Là cái... Hả? Trái cây. Ừ đúng rồi, đúng rồi. Cho trái cây hoặc là cho gì? Cho mứt. Đúng không? Mứt khóm, mứt dâu gì đó. Phủ lên sô-cô-la gì đó. Được không? À, tóm lại là cái này cô gọi là thành phần trang trí. Được không? Trang trí. Như vậy đây là cái cấu tạo của một cái chiếc bánh kem. Ok, rất tốt. Ngọc Điền trả lời đến đây nữa thì cô cho Ngọc Điền một cái dấu cộng ở đây nha. Đây, hôm nay Ngọc Điền. Ủa lộn. Không phải Bảo Khánh chứ hả? Lộn rồi. Hồi nãy là bạn gì trả lời lần đầu ta? Khánh luôn cô. Bảo Khánh luôn đúng không? Rồi. Ok. Bạn Bảo Khánh là được một cái dấu cộng nha. Cô thấy là bạn Bảo Khánh là học tốt đó. Trong khi các câu hỏi khác bạn không biết mà mình biết là giỏi. Rồi. Cô mời. Như vậy tụi con đã hiểu sơ sơ cách làm rồi đó. Bây giờ các bạn tiếp theo cho cô ví dụ giống như vậy nữa. Nhưng không phải là cái bánh nữa nha. Mà nếu thí dụ có bánh hay bánh khác chứ không được là nó giống giống cái bánh kem nha. Rồi bây giờ là tới Như Ý nè. Dạ. Chưa được hả con? Dạ chưa. Rồi tới Hà My. Hà My đâu? Dạ, để chưa cô. Chưa luôn, Ngọc, cu te. Dạ chưa luôn cô. Trời ơi, Hoàng Quân, Sonic. Dạ là bánh trứng. Bánh trứng, bây giờ từ bánh kem chuyển sang bánh trứng. Rồi ok. Bánh trứng chính là một trong những thứ bánh mà Hoàng Quân rất là hay ăn. Rồi Hoàng Quân kể cho cái cấu tạo của bánh trứng nó như thế nào. Ở ngoài là vỏ. Ở rồi, trong vỏ. Là trứng. Rồi vỏ bánh. Sau đó là tới trứng. Rồi. Trứng này thì sao? Trứng này không phải là nguyên cái trứng mà nó là cái gì? Không phải là cái trứng gà mà nó còn vỏ đúng không nào? Trứng con phải nói cho rõ để cho bạn hiểu trong trứng là trứng gì. Trứng đã được gì? Trứng đã được nướng lên. À, trứng đã được nướng lên. Trứng đã được khuấy khuấy đều, thí dụ vậy. À,
Rồi, đây là cái chung về cái bánh, hầu như bánh nào nó cũng sẽ có cái vỏ ngoài rồi cái nhân ở trong. Tụi con sẽ từ cái bánh trứng này tụi con sẽ suy nghĩ ra là cái bánh bao. Cái bánh bao nó cũng y vậy luôn, nó có cái vỏ bột ở ngoài, cái nhân ở trong. Nói quá thèm đúng không? Dịch quá thèm nhiều thứ quá. Tự nhiên cho ví dụ bánh không à, ai biểu? Con ở nhà làm hoài. À, bánh bao rồi tới bánh ít, bánh tét, bánh chưng, vân vân. Rồi, đủ thể loại bánh hết. Bây giờ không ví dụ bánh nữa. Các ví dụ sau, ví dụ cho cô về cái khác mà nó có cấu tạo. Rồi, quay trở lại nha, Ngọc Điền. Dạ, con là cái cây. Cái cây hả con? Dạ. Cây gì con? À, để con coi. Cái xoài đi con. Cái xoài ok rồi, cái xoài rất là gần gũi với mình. Rồi. Nói đi, cấu tạo của cây xoài như thế nào đâu? Cây nó, xoài. Nó có cái thân rễ. Nó có cái thân rễ, lá. Lá. Rồi cái lá, cành. Ờ đáng lẽ phải kể cái cành trước chứ. Thân nè, thân rồi cô sang ngay đây nha, thân rồi cành. Dạ. Rồi, đáng lẽ phải kể vậy nè. Có lớp lan nè, rễ. Ha. Thân, quả, cành, lá, rồi hoa. Trước khi có quả phải có hoa chứ. Rồi, quả. Đó. Như vậy từ cái cây xoài này chúng ta có thể nhìn tất cả các loại cây khác nó đều có cấu tạo như thế này hết. Rễ, thân, cành, lá, hoa, quả, được không? Tốt. Ok. Tiếp quanh trở lại bạn Hoàng Huy. Hoàng Huy, cho cô một cái cấu tạo của một cái sự vật khác mà nó không phải là bánh mà nó không phải là cây nha. Dạ. Cây nào cũng được. Bạn nào nói xong tắt mic giùm cô. Ngọc Điền tắt mic giùm cô. Rồi. Hoàng dạ, Huy nói đi nước. Con. Chai nước. Dạ, chai nước. Chai nước. Ok. Chai đựng nước nha con. Chai đựng nước đi học á đúng không? Phải không? Phải chai đựng nước đi học không? Hoàng Huy, đã mất tiêu rồi. Dạ, tự nhiên con đang nói bị tắt rồi. Ừ, nói tiếp đi. Có bạn nào bị văng ra rồi nè. Thế Bảo bị văng ra. Rồi, nói đi con. Có phải là chai đựng nước không con? Rồi, bây giờ nói cho cô nghe cấu tạo của chai đựng nước như thế nào nè. Dạ, thưa cô, ở trên là có nắp. Đúng rồi, có nắp. Rồi. Ở bên dưới là có thân phải không, thân bình, rồi còn gì nữa không? Dạ đế. Đế đúng rồi, người ta gọi là cái đáy nha, đáy của bình. Tốt, hiểu bài rồi đó nha. Bây giờ tới bạn tiếp theo nè, phải cho được hết các ví dụ cô mới đi vào cái bài của mình được, tại vì cái từ cấu tạo là từ rất quan trọng. Nếu tụi con không hiểu được cái từ này thì tụi con sẽ không thể nào hiểu được bài học hết. Tới bạn Thùy Dương. Tụi con nãy giờ có ghi vô vở cái từ này không? Có ghi là cấu tạo, cái từ cấu tạo có nghĩa là gì không? Dạ có. Rồi, cô bổ sung chỗ này cho ghi cho xong luôn nè. Là thành phần, là những thành phần cùng tạo nên một cái thể hoàn chỉnh nào đó. Cùng tạo nên một cái thể hoàn chỉnh nào đó nha. Tại vì ở đây cô không thể nào nói là tạo nên sự vật được, tại vì có khi nó không phải sự vật. Sao nó là một cái đối tượng nào đó mà là con người chẳng hạn, nên cô mới gọi là một thể hoàn chỉnh nha. Rồi tụi con ghi như thế này để hiểu nghĩa của từ cấu tạo. Sau đó tụi con ghi ví dụ những sự vật có cấu tạo là. Rồi ghi vô mấy cái ví dụ này để hiểu cô nha. Trang à ơi, ví dụ một, ví dụ cái hai. Cái trước hả? Chữ cái trước chữ, cái sau chữ phần là chữ gì? Sau chữ phần hả? Sau chữ phần phần này hả con? Này hả? Là đúng những, rồi là những, cô đọc lại là những thành phần cùng tạo nên một thể hoàn chỉnh nào đó nha. Ai không biết cái gì cứ hỏi cô ha. Rồi. À, cô mời bạn ví dụ 5 giùm cô, bạn Thùy Dương.
Dạ, cây viết chì. Cây viết chì, ok. Là cô ghi là bút chì. Rồi. Rồi, bút chì nó có cấu tạo thế nào đây con? Dạ. Bên trong là ruột viết. Rồi, ruột, bút. Bên ngoài là vỏ bút. Bên ngoài là vỏ. Vỏ bút. Rồi. Còn nữa không? Còn cái nữa. Nó sẽ có thường thôi chứ không phải lúc nào cũng có. Nhưng mà mình nói luôn đi. Đó là cái cục gì? Cái cục vẩy ở đầu của cây bút. Đúng không? Này là có khi không cho nên bỏ trong mặt đơn. Nha. À, nói chung cũng hiểu vấn đề đó. Tiếp nha. Ví dụ 6. À, tới bạn gì ta? Thế Bảo. Thế Bảo đâu con? Ví dụ không phải là bánh, không phải là cây cối, không phải là bút nữa, không phải các thể loại bút và chai nữa. Rồi, cái khác đi. Bây giờ mình cho ví dụ về con vật đi con. Con đi. Con gì? Thế Bảo đâu? Where are you, Thế Bảo? Có bị văng ra không? Vô lại mà. Nè, Thế vô lại rồi. Miro của con có vấn đề gì hả? Cô mời bạn Minh Hoàng trả lời hồi cô Hoành lại Thế Bảo sao? Nó coi là con chó. À, con chó rồi. Con phân tích cấu tạo của con chó cho cô ấy. Có cái thân. Nó to lên con. Con có thân. Rồi, có thân. Gì nữa con? Chân. Có thân, có chân. Có chân sao? Không người ta chưa chịu. Phải con phải nói là gì? Có mấy cái chân? Cô là có 4 chân. Ừ, có 4 cái chân. Có thân nè. Rồi thân mình nè. Thân mình. Rồi có 4 cái chân. Rồi gì nữa? Dạ. Con biết. Dạ, 2 con mắt. Hai con mắt. Bây giờ hai con mắt nó nằm ở đâu? Nó nằm ở đâu? Ừ, nằm ở cái đầu. Cho nên mình sẽ nói là một cái đầu. Còn cái đầu nó có cái gì thì cái đó nó lại là cái cấu tạo của cái đầu nữa. Ví dụ như mình ghi là đây, cô hoàn toàn cô có thể cho một cái ví dụ là cấu tạo của cái đầu. Được không? Cấu tạo của cái đầu thì nó có là hai con mắt. Đó. Xong rồi hai cái lỗ tai. Rồi cái hộp sọ, thí dụ vậy nha, ghê quá. Đó, nhưng mà cô nói vậy cô ví dụ để cho con hiểu là trong cấu tạo của cái đầu nó còn có cái khác nữa, cho nên con mắt mình sẽ không kể ở đây. Được không? Và nó còn một bộ phận nữa thôi để cấu tạo nên một cái thể hoàn chỉnh cho con chó. Cái đuôi. À, đó là cái đuôi. Vì cô vẽ con chó rất là xấu cho nên hôm nay cho nên là cô sẽ minh họa bằng con mèo. Con mèo đây, cái đầu của nó ha. Rồi, cấu tạo cái đầu nó phải gắn với cái mình. Cái mình nó phải có cái đuôi. Rồi, nó có thêm 4 cái chân. Rồi, cái thân được không cô? Hả, được, bình thường đó. Rồi, thế là mình hiểu nè. Đây, đây là 3, đây là 4 phần cơ bản của cái con mèo hay là con chó hay là con gì đi nữa, con vật nào đi nữa thì nó cũng phải có cái cấu tạo như thế này để nó tạo nên cái gì, cái một cái chỉnh thể, một cái thể hoàn chỉnh á, phải không? Cho nên người ta gọi những cái này là cấu tạo của con mèo, cấu tạo của con chó, được chưa? Rồi bây giờ cô sẽ mời bạn tiếp theo, bạn Như Ý, quay trở lại bạn Như Ý. Dạ. Mời đi. Mì ly. mấy bạn cho cô những cái ví dụ mà hết sức là sáng tạo luôn. Rồi, cấu tạo của mì ly là gì con? Dạ, mì. À, là có một cái người ta gọi là một vắt mì nha. Một dạ. Vắt mì, rồi. Là gì nữa con? Dạ, cái ly. À, một cái ly. Một cái ly, ok. Rồi, gì nữa?
Rồi gì nữa? Chưa, nhiêu đây chưa ăn được. Gì nữa? Con biết. Không, đợi tới mình đi. Dạ. Mấy cái bịch vầy gì á con? Mấy túi gia túi gì vị. Con? Túi gia vị, đúng rồi, túi gia vị. Rồi, chưa đủ nữa. Nếu mà đi dọc đường mà cái ly mì nó có nhiêu đây thôi là nước sôi. Không, nước sôi nó không nằm trong ly mì. Nước sôi thì mình phải tự mình đi nấu. Nhưng mà cấu tạo của ly mì kìa. Chứ mình đi dọc đường mình đâu có cái đó đâu mà mình ăn. Đúng không? Các bạn thấy Bảo bị văng ra hoài vậy ta. Rồi. Vậy cái gì nữa con? Cô thấy ở trong cái mì ly nó có nha, còn bên mì gói nó không có. Dạ rau. Rau hả? Đó là cái nĩa. Đúng rồi con. À, đó là cái nĩa và cái nắp để che cái ly mì lại. Nếu mà mình có chế nước sôi vào thì mình đậy nó lại. Nó có luôn. Có không? Cái nắp ly. Rồi, vậy là đây chính là cấu tạo của một ly mì. À, bây giờ tiếp theo số ví dụ số 9. Ơi, con ngay chỗ cái cùng ngay chỗ cùng tạo nên một là hai chữ đằng sau là chữ gì vậy cô? Cùng tạo nên một thể hoàn chỉnh nào đó. Dạ con cảm ơn cô. Rồi, ok. Ví dụ số 9, cô mời bạn Hà My, Ngọc Khiêu chuẩn bị nha. Dạ, truyện tranh cô. Rồi, cấu tạo của một truyện tranh. Ok, rất sáng tạo nha. Nãy giờ cô chịu lắm á, tức là từ bánh rồi sang cây nè, cây rồi sang sang chai xong sang bút xong sang con xong sang mì, giờ tới truyện tranh. Ok. Rồi, cấu tạo của truyện tranh như thế nào? Dạ, ở ngoài có bìa sách cô. Ok, bìa truyện. Rồi, gì nữa? Dạ, ở trong là giấy. Giấy hả? Gọi là gì ta? Bìa truyện xong rồi mới tới cái những trang truyện. Rồi, gì nữa không? Hết rồi hả? Truyện tranh, cấu tạo của một cái truyện tranh. À, bìa truyện, những trang truyện, chắc hết rồi quá à. Ha. À, cô cảm ơn. Nói chung đây vẫn là một ví dụ tốt, tại vì cô muốn các bạn phải mở rộng cái giới hạn của mình khi nghĩ về một cấu tạo của một cái vật nào đó, để cho nó có thể là sự vật, nó có thể là con vật, nó có thể là cây cối, nó có thể là bất kỳ một cái sự vật nào mà chúng ta nhìn thấy được ở trong cái đời sống này. Rồi, bây giờ cô mời bạn tiếp theo, thậm chí tụi con có thể nói những cái trừu tượng cũng được luôn nữa. À, bạn cái gì? Ngọc, Hoàng Quân chuẩn bị. Dạ. Gấu bông. À, cấu tạo của một con gấu bông. Ủa nhưng mà gấu bông á thì nó thôi kệ nó đi. Tuy nó là con vật nhưng mà là con vật giả. Rồi. Sao con? Là có lỗ tai. Có lỗ tai mới vô kể lỗ tai rồi buồn quá. Lỗ tai là phần dính vô cái đầu. Cái đầu. À bây giờ cái đầu. Nó cũng giống như cái con vật bình thường vậy đó, nó có cái đầu, nó có cái mình. Nó có lỗ tai. À, giờ đừng có kể lỗ tai nữa, hồi nãy đã kể đây nè. Nè, tai nè, miệng nằm trong cái đầu luôn. Đây, nhìn thấy cô ghi không? Miệng là nằm trong cái đầu, cho nên đã kể cái đầu là không kể miệng, kể tai gì nữa trơn á. Đầu rồi cái mình. Cái mình xong rồi cái gì? Cái chân. Hai cái chân. Và hai cái tay. Tại vì con gấu bông nó đặc biệt nên nó mình không có kể là bốn cái chân, nó đâu có đi được giống như con chó hay con mèo đâu, cho nên mình sẽ kể là hai cái chân, hai cái tay đi. Rồi, nhưng mà nó còn có một cái điểm đặc biệt mà con gấu bông có, mấy con vật khác không có. Cho nên trong cấu tạo cô vẫn chấp nhận cấu tạo con gấu bông là vậy á, chứ nếu không là cô nói nó giống con vật rồi cô không cho ví dụ lại rồi. Nó còn cái gì nữa? Nó còn cái điểm rất là đặc biệt. Ai thấy được? Ngọc thấy được không? Không thấy được, các bạn khác ai thấy được? Con biết. Ai biết? Con Sonic. Sonic mời. Dạ là bông gòn.
À đúng rồi, nó phải còn cái bông gòn. À nó còn cái bông. Ủa thì con nữa. Nói là bông gòn mà cô. Ủa đâu cô nghe. Ủa chắc hồi nãy con bị tắt mic rồi cô. Hồi nãy con bị tắt mic. À rồi sorry à, không, cái này là lỗi hoàn cảnh, không có ai sorry cả. À, đúng rồi, có nghĩa là nó còn cái bông nữa, cái bông gòn nữa nha. À, tốt rồi, bây giờ tới Sonic ví dụ nè, sau đó thì quanh lại Thế Bảo nha. Thế Bảo rồi nhanh đi con Nít. Nghe là cái quạt, cái quạt, cấu tạo của cái quạt. Rồi ok, cái quạt này quạt gì đây, quạt giấy hay là quạt máy? Quạt máy. Rồi quạt máy. Rồi đầu tiên là động cơ. Động cơ, mới vô kể động cơ. Để kể động cơ. Rồi thôi kể nó đi. Động cơ, rồi. Tiếp. Xong đến cái cánh quạt. Cánh quạt, rồi. Rồi gì nữa? Cái gì ta, cái này gọi là cái gì ta? Cái mà bao phủ lớp ngoài á. Cái lá người ta gọi là cái lồng quạt, đúng không? Cái lồng quạt là nó chứa không, cái cánh quạt không phải hai cái lồng quạt chụp vào á, đúng à, không? Đúng rồi, đúng rồi. Ừ, nó như cái lồng bàn vậy đó, cho nên gọi là cái lồng quạt. Rồi còn nữa gì nữa? Ôi là gì ta? Cái đồ để cho nó quay hay là đứng lại. À, cái đồ để cho nó quay hay đứng lại, cái nó là cái nút, cái nút quay. Rồi vậy cái thôi. Cái phần quan trọng nhất là không, cái mở hoặc cái tắt. Cái mở và cái tắt là cái công tắc. Cái công tắc. Nó vậy. Nhưng mà cô thấy là nếu như mà chỉ có bao nhiêu đây thôi, cái quạt nó sẽ không đứng được. Nên là nó phải còn cái gì nữa đây? Cái chân. À, cái chân quạt. Trời ơi, nó quên một cái bộ phận hết sức là quan trọng của cây quạt, đúng không? Nhưng mà thực ra thì nói gì thì nói, một cái quạt máy, cái bộ phận quan trọng nhất đó là cái động cơ, và bộ phận quan trọng thứ hai là cái cánh quạt. Hai chị cô chỉ cần hai cái này thôi là cái quạt nó đã hoạt động được rồi. Nhưng mà để cho an toàn thì người ta sẽ có một cái lồng quạt để chụp vào, và để cho nó đứng được thì người ta sẽ có cái chân quạt. Để cho nó quay được thì người ta sẽ có nút quay. Nhưng mà cô muốn nói rằng hai cái này là hai cái quan trọng nhất nè. Được chưa? À, thế là bạn Hoàng Quân đã nói được đúng rồi đó. Chúng ta quay trở lại bạn Thế Bảo, cái nữa là chúng ta sẽ hiểu cái từ cấu tạo thì... ơi, có được một dấu cộng không? Không, trả lời hai câu hỏi rồi đó. Không, cái này là mình không có xin xỏ, tại vì cái này là nhiệm vụ bắt buộc. À, cái nào là cái ủa, nhiệm vụ bắt buộc? Sao bạn Bảo Khánh được đó cô? Bạn Bảo Khánh được là tại vì trước đó không ai làm được hết trơn. Bạn là người đầu tiên làm được, đúng không? Cô cho bạn một nửa cái dấu cộng cộng với một nửa cái dấu cộng của đầu của hồi đầu trả lời. Trả lời là cấu tạo là gì? Cấu tạo là thành phần, đâu ai trả lời được đâu. Như vậy là câu nào mà không ai trả lời được mà mình trả lời được thì sẽ có dấu cộng, được không? Rồi bây giờ tới gì ta? Thế Bảo. Giận cô luôn. Giận luôn, nghỉ chơi luôn. Thế Bảo ơi. Dạ. Rồi, nãy giờ con thấy các bạn làm tới 11 cái ví dụ rồi, bây giờ còn con là người cuối cùng luôn á. Dạ. Làm đi con, cho cô một ví dụ về những sự vật có cấu tạo. Cô là bút mực. Không, bây giờ không bút nữa. Hồi nãy cô có nói đó, hồi nãy lúc mà con bị ao ra đó thì cô nói là bút chì rồi, bạn ví dụ bút chì rồi thì cô không cho ví dụ về bút nữa. Con nhìn, con cứ nhìn những cái sự vật ở xung quanh con, tất cả những cái gì mà diễn ra xung quanh con mà con đã từng thấy được trong cuộc sống của con thì đều có thể có cấu tạo hết luôn. Nhanh đi con. Thế Bảo nè. Không được hả? Nè bây giờ cô sẽ cho các bạn cái ví dụ một cái nữa nha. Đó là con người. Cô sẽ ví dụ cấu tạo của con người. Thì sẽ có là đầu, sẽ có cấu tạo là đầu,
mình, chân, tay, giống như cái những cái sự vật mà những cái loài động vật á, thì con người cũng có cái này, nhưng mà con người thì sẽ không có cái bộ phận này, không có cái đuôi ha. À rồi cô sẽ cho tụi con một cái ví dụ nữa để tụi con thấy là cái từ cấu tạo này nó gọi là nó được phổ biến trong tất cả các cái đối tượng của đời sống. Ví dụ như là một cái quả nào đó, một cái hạt, thôi một cái quả đi, một cái quả thì nó sẽ có gì? Nó sẽ có vỏ, nó sẽ có hạt và nó sẽ có cái phần thịt quả, đúng không? Thịt quả. Rồi bây giờ nắm được hết cái nghĩa của từ cấu tạo rồi ha, giờ cô sẽ bôi cái phần này nha, ghi hết rồi đúng không? Không ai cần ghi thêm gì nữa ha. Con ghi cô ơi. Rồi con chưa xong luôn cô. Rồi ghi đi. Cô chỉ bôi cái phần nào cô đã ghi lâu hai rồi. Cái được không cô? Hai cái gì? Hai cái cô mà ví dụ bánh kem, bánh trứng rồi này. Không. Ghi hết. Oh my trong, god. Trong lúc cô giảng là phải ghi rồi, đâu có đợi tới lúc cô xong mới ngồi ghi. Rồi, cứ ghi đi từ từ cháu mới nhừ, không có gì gấp hết. Trong lúc đó cô sẽ cho các bạn hiểu về cấu tạo của một bài văn. Ủa cô, cái ví dụ 13 là cái gì cô? Ví dụ 13 là quả. Quả thì nó có vỏ. Ví dụ ơi, 7 là cái gì vậy cô? Có 7 là cái đầu. Cái đầu. Đọc được không? Xếp theo thứ tự hay là lộn xộn cũng được cô. Ờ, đầu thì có miệng, có hai con mắt, có hai không tay. Không phải. À. Thì con lộn xộn. Con ghi làm sao cũng được. Nghĩ sao đủ đánh... được rồi. Đúng rồi. Con phải đánh số cho cô là được. Nha. Cấu tạo của một bài văn. Đây, cô sẽ sắp qua cái phần này. Thôi tụi con ghi đi. Giờ cô bôi mấy cái phần cô đã ghi rồi nha. Nói chứ bạn nào ghi được khoảng chừng 3-4 cái ví dụ cũng được con. Nãy cô hù quá hả? Cô kêu ghi hết 13 cái luôn. Nhưng mà mai mốt rút kinh nghiệm, ghi càng nhiều càng tốt. Nên trong lúc mà nghe cô giảng á, ghi được gì ghi nha. Xưa cô học ghi nhanh lắm. Cô ơi, ví dụ số 7, hai tay gửi tới gì vậy cô? Hộp sọ. Là cái mà nó chứa não bên trong. Coi cô, cái quạt máy á, ở dưới cái nút quay cô là gì vậy cô? Công tắc. Dạ, cảm ơn cô. Tính ra cánh quạt hơi bị nhiều. Cũng cái ví dụ được không cô? Ừ, ghi bao nhiêu cũng được. Khoảng okay. từ 3 đến 4 cái ví dụ là được, miễn okay. sao tụi con hiểu con ha, miễn sao tụi con hiểu nha. Thôi ghi một cái thôi. Thôi ghi một cái là không được. Ví dụ thì mình phải ghi từ 2-3 cái trở lên. Ít nhất là 3 cái. Rồi, có gì đâu coi cô. Ít nhất là 3 cái. Thì nhớ lại ghi. Thôi bây giờ vậy nè, tụi con chỉ ghi cái chữ, ví dụ như tụi con ghi chữ quạt máy, chứ tụi con ghi chữ quả, tụi con ghi chữ cái đầu. Xong rồi tối á, tụi con rảnh tụi con lấy ra tụi con tự làm lại, không cần phải coi ghi lại giống như bây giờ. Hiểu chưa? Rồi vậy ghi xong rồi đó, ghi 3 cái đủ rồi. Rồi. 7 cái ví dụ. Nhớ nha, đúng rồi, giỏi. Tức là tụi con ghi càng nhiều thì càng tốt cho mình thôi mà. Đúng không? 5 cái ví dụ. Rồi. Từ 3 cái trở lên là được. Từ 3 cái trở lên là được. Bây giờ tụi con ghi vô, lấy bút đỏ ghi cho cô cái chữ là. Thế thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cái cấu tạo của một bài văn tả cảnh. Được không? Của một bài văn tả cảnh. Thì nó sẽ, khi nãy mình nói là cấu tạo là thành phần,
Thì khi đề cập đến cấu tạo, chúng ta luôn luôn đặt ra câu hỏi, luôn luôn đặt ra câu hỏi, đó là nó có mấy phần. Luôn luôn như vậy ha. Thí dụ cấu tạo của một cái con mèo, thì chúng ta sẽ hỏi là con mèo nó có mấy phần. Cấu tạo của một chai nước, chúng ta sẽ hỏi là chai nước nó có mấy phần. Cấu tạo của một bông hoa, chúng ta sẽ hỏi bông hoa có mấy phần. Cấu tạo một cái cây, hỏi cái cây có mấy phần. Vậy cấu tạo của một bài văn tả cảnh, chúng ta sẽ hỏi gì? Một bài văn tả cảnh có mấy phần? Được chưa? Đó, đây nhiệm vụ của chúng ta là giải quyết cái này đó. Cô? Hả? Ghi bút bi được không? Được, ghi gì cũng được, miễn sao đẹp thôi. Ok, miễn sao xấu thôi. Rồi, cấu tạo của một bài văn tả cảnh là có mấy phần? Đó. Thì hôm nay mình sẽ học để biết cái điều đó ha. Chúng ta đi vào phần 1 La Mã. 1 La Mã là nhận xét. Chưa ghi xong. Thì cứ ghi đi, cô giảng từ từ mà. Nhận xét. Cứ việc vừa nghe, vừa ghi, vừa nhìn lên bảng. Được không? Nhận xét câu hỏi thứ nhất, đó là tụi con hãy đọc và tìm các phần mở bài, thân bài, kết bài của bài văn trong sách giáo khoa. Đó là bài có tên Hoàng hôn trên sông Hương. Hoàng hôn trên sông Hương. Rồi, Kyo. Thứ nhất, cho cô hỏi trước khi đọc bài ha, là chúng ta sẽ tiến hành cái hoạt động là đọc nè. Chúng ta sẽ tiến hành hoạt động đọc và sau đó chúng ta sẽ tiến hành hoạt động tìm các phần. Được không? Ai đọc không rõ từ nào hỏi nha, để ghi sai nha. Hoàng hôn. Cho cô hỏi ngoài lề chút xíu. Tức là cô là cái gì phải hiểu mới làm được nha, còn không hiểu là nó lờ mờ lắm. Ở đây nó có hai từ mà chúng ta cần phải hiểu cái đã. Một, đó là từ hoàng hôn, và hai là từ sông Hương. Thế thì hoàng hôn là gì? Và sông Hương là con sông ở đâu? Hoàng hôn là khoảng thời gian nào của ngày, và sông Hương là con sông ở đâu? Bạn nào biết trả lời cho cô ha. Cô mời bạn Minh Hoàng. Minh Hoàng giơ tay ạ. Dạ. Rồi, trả lời đi con. Dạ thưa cô, là hoàng hôn là buổi chiều ở trong ngày. Ừ, buổi chiều ở trong ngày. Bạn nói là buổi chiều trong ngày, trả lời đi. Rồi cô sẽ ghi này. Sông Hương là ở Huế. Buổi chiều ở trong ngày, còn sông Hương là ở Huế. Tại sao con biết sông Hương ở Huế? Con đi chưa mà đó, con có nghe má nói. Chưa đi nhưng mà con nghe nói, giỏi. Nghe nói và nhớ là giỏi. Nếu có dịp thì hãy đi để thấy sông Hương nó đẹp như thế nào. Nó chảy qua thành phố Huế và nó đã làm nên một cái vẻ đẹp rất riêng cho thành phố Huế. Được chưa? Còn hoàng hôn bạn bảo là buổi chiều trong ngày, thì các bạn khác có đồng ý không? Có bạn nào có ý kiến khác không? Quân hả? Quân giơ tay hả? Quân có giơ tay không? Alo? Giơ tay là đồng ý á con. Giơ tay đồng ý hả? Tôi đâu có hỏi ai giơ tay đồng ý đâu. Tôi hỏi là ai có ý kiến khác mà anh giơ tay là anh sai bét cái yêu cầu của đề rồi. Đúng không? Cô mời bạn nào có ý kiến khác giơ tay. Hoàng Quân bỏ tay xuống.
Thế bây giờ tụi con đọc tình hết đúng không? Vậy bây giờ cô đặt ra câu hỏi nha. Làm thế nào để cô biết cái nào là buổi chiều mà là hoàng hôn, trong khi đó buổi chiều bắt đầu là từ 1 giờ. Đây, từ khoảng xin lỗi, 1 giờ thì gọi là xế đi. Khoảng chừng 3 giờ, 4 giờ cho tới khoảng 6 giờ. Khúc này nè, khúc này là chiều nè. Khúc này là chiều. Thế thì làm thế nào để cô biết được chiều sao, chỗ nào, cái thời điểm nào là hoàng hôn? Đúng không? Vậy thì các bạn định nghĩa hoàng hôn là buổi chiều trong ngày là chưa được. Là chưa được. Có ai có định nghĩa khác không? Định nghĩa khác không? Nó chỉ mới hơi đúng thôi, nó chưa đúng lắm. Mời bạn Thùy Dương. Thưa cô, hoàng hôn là khi mặt trời lặn. À, là khi mặt trời lặn. Khi mặt trời lặn rồi mới hoàng hôn hay là khi nó chưa lặn hay nó đang lặn con? Thưa cô, là khi đang lặn. À, khi đang lặn rồi. Khi mà mặt trời đang từ từ lặn. Đó, mặt trời đang từ từ lặn. Trời chuẩn bị từ gì sang gì con? Từ chiều sang tối. Ừ. Cái khoảng thời gian giao nhau của buổi chiều với buổi tối, người ta mới gọi là hoàng hôn. Được chưa? Cho nên nói là cái khoảng từ 5 giờ đến 6 giờ, cái khoảng này nè. Đó, khi mà mặt trời lặn và chuẩn bị kết thúc cái thời gian ban ngày để chuyển sang thời gian ban đêm, đó chính là hoàng hôn. Tụi con đã hiểu vấn đề rồi ha. Và tụi con biết không, là sông Hương vốn dĩ nó là một con sông đã rất đẹp của xứ Huế rồi, mà hoàng hôn lại là một thời khắc đẹp nhất của một ngày nữa. Thời khắc của một ngày đẹp nhất theo người ta quan niệm đó là lúc bình minh và lúc hoàng hôn. Bình minh là lúc mặt trời mọc và hoàng hôn là lúc mặt trời lặn. Là khi đó cảnh sắc á, nó sẽ tạo nên cô ơi, mic của cô bị tắt rồi cô. Cô ơi, cô bị tắt cái mic rồi cô ơi. Lâu nó bị tắt mic đó cô. Alo cô ơi. Ồ, giờ tụi con nghe được rồi đúng không? Dạ, đúng rồi cô. Ôi trời ơi, tụi con không nghe được cô từ chỗ nào vậy? Từ chỗ mà cô tắt mà hoàng hôn. Từ chỗ hoàng hôn hả? Chết rồi, bây giờ nãy giờ nói quá trời luôn á, nãy giờ là độc thoại nội tâm luôn á hả? Rồi, nãy giờ cô tự nói tự nghe luôn. Rồi, bây giờ cô sẽ giảng lại cái khúc này nha. Đó là hoàng hôn là cái thời khắc giao. Bị tắt nữa rồi cô ơi. Bị tắt rồi cô ơi. Bị tắt nữa rồi cô ơi. Tại sao? Bây giờ cô tự giảng. Nghe nữa. Bây giờ nghe lại nha. Nghe lại ha. Nghe được hết chưa? Rồi, alo. Rồi ok. Rồi. Cô giảng lại cái khúc này. Có nghĩa là cái nữa, cô biết rồi. Cô không biết bị gì nữa. Kỳ quá ta. À, thôi kệ nó đi. Để cô sẽ theo dõi. À, hoàng hôn là cái lúc thoát mà thì ai con chưa viết xong. À, thoát cái này ra là cô không theo dõi được khi nào cái mic của cô nó bị tắt. Đây nè, vậy được không? Vẫn không thấy. Ok. Rồi. Ôi trời ơi, thiệt có nó bị cái gì. Rồi. Vậy được không? Vậy thấy không? Dạ không. À, hoàng hôn là cái thời điểm mà giao nhau giữa buổi chiều và buổi tối.
Mặc dù á, cái lúc này là lúc mà sự vật nó bắt đầu đi vào cái cuối của một ngày rồi, nó buồn lắm đúng không? Nhưng mà nó lại tạo ra một cái vẻ đẹp, không có một cái thời khắc nào ở trong ngày thay thế được. Chính vì vậy mà một cái con sông trữ tình, lãng mạn, thơ mộng như con sông Hương, nó kết hợp với cái buổi hoàng hôn này, nó tạo ra một cái cảnh sắc vô cùng là đẹp ở trên cái dòng sông đặc trưng của xứ Huế ha. Cần biết cái điều đó để tụi con đọc cái bài này cho nó đúng được không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở cái bài này ra. Cô sẽ mở cái bài. Được. Mấy bạn ghi bài xong hết chưa cô Mo nha? Cô Mo nha. Ok cô. Rồi, ok. Rồi. Bây giờ mình sẽ đọc cái bài Hoàng hôn trên sông Hương. Quân tắt mất quân. Ok. Rồi. Cô mời một bạn đọc dùm bạn Quân đi, Quân đọc trước đi. Để vô chấm ngừng đúng không cô? Không, đến đâu cô kêu ngừng ngừng. Ok. Cuối buổi chiều Huế thường trở về trong một nè, đọc cái bài phải đọc cái tựa trước. Đọc lại. Hoàng hôn trên sông Hương, cuối buổi chiều Huế thường trở về trong một vẻ yên tĩnh lạ lùng. Đến nỗi tôi cảm thấy hình như có một cái gì đang lắng xuống thêm một nữa trong mất tiêu rồi, mất tích, mất tiếng rồi nít ơi. Ơi đọc nãy giờ. Mất tiếng rồi, mất khúc cuối rồi. Đọc lại câu cuối đi con. Vậy đọc lại từ đầu luôn đi. Thôi đọc câu cuối thôi. Đến nỗi á. Đến nỗi gì? Đến nỗi tôi cảm thấy hình như có một cái gì đang lắng xuống thêm một chút nữa trong thành phố vốn hằng ngày đã rất yên tĩnh này. Mùa thu. Được. Nè, ngay chỗ này là dấu chấm là con phải nghỉ hơi lâu một chút xíu chứ con không được đọc là rất yên tĩnh này mùa thu được. Đã rất yên tĩnh này. Xong phải nghỉ hơi một cái, xong mới đọc tiếp là mùa thu. Đó. Cô mời bạn Ngọc đọc tiếp cho cô nè. Mùa thu, gió thổi mây về phía cửa. Bị mất tiếng nữa rồi Ngọc ơi. Dạ. Yeah. Rồi. Rồi cô sẽ đọc cho các bạn nghe luôn nha. Mùa thu, gió thổi mây về phía cửa sông. Mặt nước phía dưới cầu Tràng Tiền đen sẫm lại, trong khi phía trên này lên mãi gần Kim Long. Mặt sông sáng màu ngọc lam, in những vệt mây hồng rực rỡ của buổi. Cô bị tắt tiếng rồi cô. Bị tắt tiếng rồi cô. Rồi. Cô đọc một khúc luôn rồi. Thôi đọc lại từ đầu nha. Cuối buổi chiều. Nãy đi. Cuối buổi chiều Huế thường trở về trong một vẻ yên tĩnh lạ lùng. Bạn Quân đọc cái dấu ngã, bạn Quân đọc phải cho nó khác cái dấu hỏi chút xíu nha. Đến nỗi tôi cảm thấy hình như có một cái gì đang lắng xuống thêm một chút nữa trong thành phố vốn hàng ngày đã rất yên tĩnh này. Mùa thu, gió thổi mây về phía cửa sông, mặt nước phía dưới cầu Tràng Tiền đen sẫm lại, trong khi phía trên này lên mãi gần Kim Long, mặt sông sáng màu ngọc lam, in những vệt mây hồng rực rỡ của trời chiều. Hình như con sông Hương rất nhạy cảm với ánh sáng, nên đến lúc tối hẳn, đứng trên cầu chăm chú nhìn xuống, người ta vẫn còn thấy những mảng sắc hồng mơ hồng ẩn lên như một thứ ảo giác trên mặt nước tối thẳm. Phố ít người, con đường ven sông như dài thêm ra dưới vòm lá xanh của hai hàng cây. Cô mời bạn tiếp theo đọc giùm đi. Để cô đọc cái mấy bạn có luyện đọc được.
bạn Như Ý đi. Như Ý đọc đi con. Quê con. Ơi. Trang Địa Sơn. Rồi, Như Ý hả? Dạ, Điền. Điền. À, rồi đi đi. Rồi rồi. Ý đọc đi con. Ý ơi. Alo. Ý mất tín hiệu rồi. Bạn Huy nè, Huy đọc đi con. Hoàng Huy. Dạ. Dạ. Phía bên sông, sớm cùng hến nấu cơm chiều, thả khói nghi ngút cả một bầu cùng tre trúc đâu đó từ sau khúc. Con để cái miệng cái mít gần cái miệng chút xíu. Con cứ đang đọc cái bị tắt rồi cô. Cô cũng không biết nữa, đây là tình trạng chung của tất cả chúng ta. Một xíu nữa cô sẽ nói với thầy để xem lại cái kỹ thuật xem là nó có vấn đề gì không. Nhưng mà chỉ có dạy lần này cô mới bị thôi chứ. Chứ bình thường cô dạy mấy lớp khác cô không có bị gì hết trơn á. Không biết sao nữa. Tiếng lăn canh của thuyền chài gỡ những mẻ cá cuối cùng thuyền đi trên mặt nước khiến mặt sông nghe như rộng hơn, và khi dãy đèn bên đường bắt đầu thắp lên những quả tròn màu tím nhạt, chuyển dần sang màu xanh. Chuyển dần sang màu xanh lá cây, đọc luôn. Chuyển dần sang màu xanh lá cây con. Màu xanh lá cây cuối cùng nở bùng ra trong một màu trắng, soi rõ mặt người qua lại thì khoảnh khắc yên tĩnh của buổi chiều cũng chấm dứt với trong một nhịp chuyển động mới đi vào cuộc sống ban đầu của nó theo hoàng vũ ngọc tường. Ok, cô cảm ơn con. Thế là mình tìm hiểu một số cái từ nè. Màu ngọc lam là màu xanh đậm. Nhạy cảm là có khả năng phản ứng hoặc cảm nhận nhanh chính xác trước những tác động rất nhỏ. Còn ảo giác, ảo giác là gì biết không? Ảo giác là cái hình ảnh nó không có thật nhưng mà do sai lầm của thị giác đem lại, được không? Rồi bây giờ cô hỏi, cô che cái màn hình lại, cô hỏi nha, là cái tác phẩm này của tác giả nào? Ai là tác giả? Cô mời bạn Hoàng Huy trả lời. Dạ thưa cô, đây là bài thơ của Hoàng Vũ Ngọc Tường. Cô cảm ơn con. Con nói đúng tên tác giả rồi, nhưng mà nó không phải là bài thơ, nó là bài văn nha. Nó là bài văn tả cảnh hoàng hôn trên sông Hương của tác giả Hoàng Vũ Ngọc Tường. Rồi tụi con bỏ tay xuống đi. Bây giờ mình sẽ tìm hiểu cái bài này bằng cách nào. Rồi trở lại cái trang, tự nhiên cô bị mất tiếng, cái giờ cô không có còn cái tự tin để mà cô quay trở lại cái trang này gì hết trơn á. Cô sợ là trong lúc cô quay lại trang này hả. Ơi sao hồi nãy con bị thoát vậy cô? Cô đâu biết, đường truyền bên con á, chứ cô bên này không biết sao nữa. Cô biết sao mà con bị văng ra liên tục nữa. Rồi bây giờ học nha, tiếp nha. Thế thì chúng ta sẽ hỏi với nhau một chút xíu là hồi nãy người ta kêu mình đọc rồi. Rồi sao bây giờ mình làm cái phần thứ hai, đó là tìm thành phần. Mở bài. Cô ghi tắt nha, thân bài, kết bài. Rồi bây giờ bạn thứ nhất sẽ tìm cho cô cái phần mở bài nè. Mở bài là từ đâu đến đâu? Cô mời giơ tay. Ở bài là từ đâu đến đâu đây? Hà My đi. Giơ tay đầu tiên mà cô. Nói. Dạ vâng lớn. Dạ là từ cuối buổi chiều cho đến ngày đã rất yên tĩnh này. Đúng rồi, từ cuối buổi chiều cho đến đã rất yên tĩnh này. Là các bạn lưu ý cho cô là mỗi một cái đoạn văn người ta sẽ lùi vào đầu dòng hai ô như thế này. Và cuối cái đoạn đó thì sẽ chấm
và xuống dòng để lùi nữa. Cho nên khi các bạn viết văn, các bạn cũng phải giống như người ta như thế này nha. Là cái phần thân bài, là cái phần thân bài cô sẽ cho nick trả lời nè. Thân bài từ đâu đến đâu? Thân bài từ mùa thu cho đến... Tắt tiếng rồi nick ơi. Từ mùa thu cho đến hàng cây. Mùa thu cho đến hàng cây. Bạn nít trả lời như vậy đúng không? Vậy bạn nào có câu trả lời khác không? Cô mời. Câu trả lời khác. Cô mời Hoàng Huy. Dạ thưa cô, từ mùa thu cho đến buổi chiều cũng chấm dứt. Cho đến buổi chiều cũng chấm dứt. Rồi, đồng ý với câu trả lời này nha. Bởi vì thân bài nó được có nhiều đoạn, mà mình phải xem coi chỗ nào nó kết thúc cái phần miêu tả thì mới là hết cái phần thân bài. Vậy thì phần mở bài tụi con ghi là nó từ ngay chỗ cuối buổi chiều. Cuối buổi chiều cho đến rất yên tĩnh này. Gì vậy? Thân bài sẽ là từ mùa thu cho đến... Viết vô luôn hả cô? Đúng rồi, cô đang sửa bài mà. Ok. Cho đến cũng chấm dứt. Ôi, cái gì đây? Và kết bài đó là câu Huế thức dậy trong một nhịp chuyển động mới cho đến của nó. Mới thức dậy cho đến chỗ của nó. Rồi, đây là chúng ta đang đi tìm ba phần mở bài, thân bài và kết bài của cái bài đọc thứ nhất. Rồi bây giờ đã tìm xong được cái này thì người ta gọi là cái những cái phần, đúng không? Những phần. Đây là những phần của một bài văn tả cảnh. Những phần của một bài văn tả cảnh. Thế thì nó sẽ có gì nè? Nó sẽ có mở bài, nó sẽ có thân bài và nó sẽ có kết bài. Mở bài này chúng ta sẽ viết bằng một đoạn, kết bài chúng ta sẽ viết bằng một đoạn, nhưng mà thân bài thì nó được nhiều đoạn. Nó được nhiều đoạn. Mà thế nào là nhiều đoạn? Nó có thể là hai đoạn, nó có thể là ba đoạn, có thể là bốn đoạn, vân vân. Rồi, ghi vô nha. Đây chính là những phần của một bài văn tả cảnh. Nãy giờ tụi con vẫn nghe cô nói đúng không?
Ôi, nó bị mất cái tiếng hoài. Bây giờ tôi có nghe được rồi đúng không? Alo. Dạ. Nghe ổn đúng không? Nghe ổn ha. Dạ cô. Ổn cô ơi. Không ổn cho lắm. Rè rè hoài. Mic của cô bị tắt rồi cô. Tắt rồi cô ơi, tắt rồi cô ơi. Giờ tụi con nghe được rồi đúng không? À, bây giờ mình sẽ tìm hiểu cái nội dung của từng đoạn nha. Bây giờ cái đoạn mở bài nè. Đoạn mở bài nó nói gì? Đoạn mở bài ý chính của nó là cái gì? Cô mời. Cô mời bạn nào nha. Ý chính của đoạn mở bài. Đây. Đọc, cuối buổi chiều, Huế thường trở về trong một vẻ yên tĩnh lạ lùng. Đến nỗi tôi cảm thấy hình như có một cái gì đang lắng xuống thêm một chút nữa trong thành phố vốn hằng ngày đã rất yên tĩnh này. Như vậy các bạn thấy là cái vế nào là cái vế quan trọng nhất, là cái vế chính, là cái chỗ mà quan trọng để biểu đạt cho cái ý của đoạn này. Ai biết giơ tay lên. Nó viết thì dài vậy đó, nhưng mà thực ra ý nằm có một chỗ ha. Đó là chỗ nào? Mời giơ tay nha. Có ai giơ tay không? Quân, à gì đây? Quân có giơ tay không? Dạ có. Rồi mời phát biểu. Từ gì ta? Đúng rồi, cuối buổi chiều Huế thường trở về một vẻ yên tĩnh lạ lùng. Huế thường trở về trong một vẻ yên tĩnh lạ lùng. Trong. Trong rồi. Tĩnh. Đến nỗi. Hết rồi. Là chỉ từ đâu? Từ đâu đến đâu thôi? Từ cuối buổi chiều cho đến yên tĩnh lạ lùng. Rồi. Một ý kiến. Bạn nít nói từ đây nè. Nít. Rồi, cho đến đây. Có bạn nào có ý kiến khác không? Đó là cái ý bạn cho rằng nằm ở khúc đó đó. Ai ý kiến khác nè? Có không? Tất cả các bạn đều đồng ý chứ gì? Đúng không tụi con? Một sao đi, một cộng đi. Một thôi, cộng nãy nhiều đi. Bạn giơ tay lắm. Nhiều bạn giờ vô tay lắm. Giờ hết rồi. Phải à, nít không hiểu ý rồi. Hồi nãy là có nít nè, vô tay nè. Rồi có bạn gì nữa ta? Hà My, Hoàng Huy vô tay nè. Nhưng mà tại cô ưu tiên nít, cô gọi nít đó. Biết không? Yeah, được một sao đi. Ủa sao vậy? Đâu có, đâu câu hỏi này bình thường. Không ai có cũng thuộc. Không biết đó. Hiểu ý không? Nãy giờ hiểu ý cô không? Đó là hồi nãy khi mà cô hỏi là ý chính của đoạn này nằm ở đâu thì có khá nhiều bạn giơ tay, nhưng mà cô gọi nít trước, hiểu không? Nếu mà lúc đó cô gọi bạn khác trước thì nít sẽ nói là tại nít giơ tay trước, cho nên vì nít giơ tay trước nên cô cho nít trả lời trước. Nếu cô hỏi trả lời nít thì thôi. Cô hỏi con có giơ tay không mà hiện nói có thì thôi, không có đôi co dài dòng. Khi mà cô thấy biểu tượng giơ tay, cô sẽ sợ con giơ tay lộn, cho nên cô hỏi là như vậy là có giơ tay hay không, và cô biết cô gọi, thấy không? Không có kỳ kèo, không có kỳ kèo những cái phần đó, nó không hay. Cái nào ví dụ xứng đáng, ai không biết mới được đúng không? Đúng rồi, cái nào xứng đáng cô sẽ tự cô thưởng, không cần phải xin luôn. Ok. Bây giờ tất cả chúng ta đều đồng ý ở cái chỗ này, và cô cũng đồng ý đó là ý chính của đoạn mở bài sẽ là nó nói về cái chuyện là Huế
vào buổi chiều thì nó sẽ yên tĩnh lạ lùng. Đây cái khúc này nha, các bạn sẽ ghi vô cái nội dung của từng đoạn. Đoạn mở bài thì cái nội dung ha, nội dung nhớ nha, đang nói về nội dung nha, đó là cuối buổi chiều thì Huế yên tĩnh lạ lùng. Huế yên tĩnh lạ lùng. Rồi bây giờ tới cái đoạn thân bài. Đoạn thân bài thì chúng ta có đoạn một. À, đây từ cái chỗ mà mùa thu gió thổi mây về phía cửa sông. À, cô sẽ làm thế nào đây nhỉ? Mấy bạn đọc sách nha, ai không có sách thì chịu khó nhìn đây thôi. Mùa thu gió thổi mây về phía cửa sông, mặt nước phía dưới cầu tràn tiền đen sẫm lại, trong khi phía trên này, bạn nào ở tắt mic giùm cô đi. Bạn Quân nè, tắt mic. Mùa thu gió thổi mây về phía cửa sông, mặt nước phía dưới cầu tràn tiền đen sẫm lại, trong khi phía trên này lên mãi gần Kim Long, mặt sông sáng màu ngọc lam. Như vậy là bây giờ chúng ta sẽ để ý nè, đó là gió, đây gió thổi mây về phía cửa sông, mặt nước thì sao, đen sẫm lại, rồi mặt sông thì sao, sáng màu ngọc lam, những vệt mây hồng rực rỡ. À, chết rồi, khi mà di chuyển lên cái nó bị sai. Rồi, người ta vẫn còn thấy những mảng sách gì đó. Tóm lại là cái chỗ này nè, tụi con đọc trong sách giáo khoa của cô nhé. Tại cô di chuyển lên nó bị chạy. Cái chỗ này nó sẽ nói về cái gì đây, bạn nào biết, ai biết chỗ này nói về cái ý chính vậy, giơ tay nè. À, bạn Quân giơ tay hả bạn Quân? Yes. Ok rồi, trả lời đi, chỗ này là ý chính là gì nè? Ý chính là mùa thu gió thổi mây về phía cửa sông á. Mà không, cái đó là đọc lại chứ không phải ý chính. Cô hỏi ý chính có nghĩa là nguyên cái đoạn đó nó nói cái gì, nguyên cái đoạn đó nó nói về cái điều gì, hiểu chưa? Nói về điều gì ta? Thôi chịu thua. Rồi. Nãy nghĩ được mà giờ quên rồi. À, bây giờ nè để ý nè. Nó tả với mình là mùa thu thì gió thổi như thế nào, mặt nước thì như thế nào, mặt nước đen sẫm lại, rồi mặt sông thì màu ngọc lam, in những cái vệt mây hồng rực rỡ như thế nào đó. Rồi, thế thì cái đoạn này nó tổng quan lại là nó đang miêu tả cái gì của hoàng hôn trên sông Hương vậy? Đây là cái phần gần như là quan trọng nhất đối với một cái người học văn sau này, đó là tụi con phải biết tìm được ý chính của đoạn ha, phải biết tìm được ý chính của đoạn để từ đó tụi con mới, khi tụi con viết đoạn tụi con mới có ý chính và tụi con biết cách để phát triển ý chính. Em bây giờ cô mời bạn nào nói cho cô bị tắt mất. Oh my god, cô bị tắt từ hồi nào vậy ta? Bây giờ bạn Thùy Dương giơ tay đúng không? Với bạn Hoàng Huy hả? Huy đã lời đi Huy. Thưa cô, đoạn văn mô tả về cảnh
Đúng rồi, thì là cảnh đó, nhưng mà có điều là con nói vậy thì chúng ta sẽ không biết là cái cảnh này nó khác với cái cảnh kia như thế nào, hiểu không? Nguyên bài văn này đúng là một bài văn tả cảnh rồi, nhưng mà đoạn đầu tiên của thân bài nó sẽ tả cảnh gì? Nguyên cái bài này đều tả cảnh hoàng hôn trên sông Hương hết, nhưng mà từng đoạn nó sẽ có tả những cái cảnh khác nhau ở trên sông Hương đó. Rồi bây giờ Huy thấy được không nào? Con biết con. Ai? Chị Dương. Rồi mời Dương. Huy tắt mic đi con. Rồi. Rồi rồi nói đi Dương. Alo. Dương nói kìa. Dương ơi. Dương ơi. Mất con bị gì vậy Dương? Ủa Dương đâu thế rồi mà. Dương ơi. Ồ. Nó mất tiêu rồi. Ủa sao bạn mở rồi mà mình nói mình vẫn không nghe ta? Ok. Bây giờ ai biết nè. Dương mất kìa Dương ơi. Rồi, rồi 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 nói đi Dương. Nói đi Dương. Alo. Dương ơi. Bật mất. Con bị tắt mic hoài à cô. Rồi rồi nói đi nói đi. Nói đi. Là tả. Tả. Tả gì con? Tả gì? Cái này tả gì đây? Nè. Ủa nãy giơ tay mà. Rồi cái mic bị vấn đề nữa rồi. Nói đi Du, cứ nói đại đi con. Alo. Alo Dương ơi. Tài hiểu. Hồi nãy con bị tắt mic cô. Rồi rồi giờ nói đi. Dạ là tả sông Hương và mùa thu. À tả sông Hương và mùa thu. Phải không? À, tả sông Hương vào mùa thu. Nó không phải tả nguyên con sông Hương, mà nó chỉ tả về mùa thu mà hoàng hôn của mùa thu. Chỉ có điều nó tả cái gì ở trong cái con sông Hương đó. Cô lưu ý với các bạn là mặt nước á, thì đen sẫm lại. Rồi mặt sông á, thì sáng màu ngọc lam lẫn với những vệt mây hồng. Rồi có những lúc người ta thấy những mảng màu sắc đó như một thứ ảo giác. Ghê luôn rồi cô ơi. Đây 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 đây. Rồi. Rồi bây giờ ai trả lời lại giùm cô nè. Ai trả lời lại, bạn Dương thực ra trả lời cũng không có đúng á, tức là không phải là sông Hương vào mùa thu. Đúng là mùa thu trên sông Hương rồi đó, nhưng mà ý người ta muốn nói là vào mùa thu thì hoàng hôn nó như thế nào. Hiểu chưa? Vào mùa thu thì hoàng hôn nó ABCD như thế này nè. Rồi bắt đầu lúc khác thì con sông Hương nó lại có cái biểu hiện khác nữa. Hiểu không? À, vậy ai có thể nói cho cô nghe là một lần nữa cái đoạn này nó nói cái ý gì? Ai biết? Quân tắt mic đi Quân. Dạ. Yeah. Mắt không sáng kìa. Ai biết không? Rồi bây giờ bà cô gợi ý nha. Đó là cái đoạn này nó sẽ miêu tả những cái thay đổi diễn ra trên cái con sông Hương này vào buổi chiều, vào buổi hoàng hôn ha. Còn cái chuyện mùa thu chẳng qua là một cái trạng ngữ để người ta nói là vào mùa thu thì cái hoàng hôn nó như thế nào, tức là vẫn đang nói về hoàng hôn trên sông Hương thôi, được chưa? Cho nên cái ý chính của đoạn này sẽ là ý chính đoạn 1 nha, là những thay đổi về màu sắc, đúng không? Nãy giờ cô gợi ý rất là rõ, màu đen sẫm nè, rồi màu gì đó nữa. Những thay đổi về màu sắc của sông Hương là từ đâu tới đâu? Từ lúc bắt đầu hoàng hôn đến lúc tối hẳn. Đó,
những thay đổi về màu sắc của sông Hương. Bây giờ mấy bạn đọc lại nè, mấy bạn sẽ thấy thôi. Nãy cô gợi ý đó, có lẽ chúng ta chưa có quen thôi. Đây là đầu tiên là mặt nước phía dưới thì đen sẫm lại, mặt sông thì sáng màu ngọc lam, rồi những vệt mây hồng rực rỡ như thế nào, rồi mặt nước tối thẳm ra làm sao, rồi những cái mảng sắc mơ hồng ẩn lên như một thứ ảo giác, vân vân ha. Rồi bây giờ tới cái đoạn tiếp theo là đoạn số 2 của phần thân bài. Ai có thể nói giùm cô ý chính của đoạn này là gì? Ý chính của đoạn 2 phần thân bài, ai nói được? Phía bên sông, sớm cồn hến nấu cơm chiều. Có ai đang đợi không? Sớm cồn hến nấu cơm chiều, thả khói nghi ngút cả một vùng tre trúc. Sớm cồn hến, đúng không? Tức là có một cái xóm nào đó đang thực hiện cái hoạt động gì đó vào cái buổi hoàng hôn này. Đó là hoạt động nấu cơm chiều. Rồi đâu đó từ sau khúc quanh vắng lặng của dòng sông, tiếng lanh canh của thuyền chài gỡ những mẻ cá cuối cùng truyền đi trên mặt nước, khiến mặt sông nghe như rộng hơn. Như vậy là cái hoạt động của những người thuyền chài ở trên mặt sông. Được chưa? Rồi tới khi dải đèn bên đường bắt đầu thắp lên những quả tròn màu tím nhạt, chuyển dần sang màu xanh lá cây và cuối cùng nở bung ra trong màu trắng soi rõ mặt người qua lại, thì khoảnh khắc yên tĩnh gì đấy, các bạn có rút ra được cái ý chính ở trong cái đoạn này không? Cô gợi ý lại nha. Đó là cái sớm cồn hến thì đã nấu cơm chiều nè, rồi những người thuyền chài, có ai vào phòng mà nó cứ bum bum hoài vậy nè, sao bạn Hà My cứ bị văng ra văng vô hoài vậy ta? Đây các bạn để ý nha, sớm cồn hến thì nấu cơm chiều, thuyền chài thì gỡ những mẻ cá cuối cùng nữa. Sao kỳ vậy nè? Đâu rồi? Ai vô đâu rồi? Hà My sao cứ bị hoài vậy ta? Có vấn đề gì ở đường truyền của con á Hà My? Sao Hà My cứ bị văng ra văng vô hoài vậy Hà My? Gửi những mẹ cái cuối cùng. Rồi. Hồi nãy con cũng bị văng ra hoài á cô. Ừ. Rồi. Dải đèn bên đường thì bắt đầu thắp lên cái gì đó nha. Vậy tụi con thấy ở đây nó là gì ạ? Nó là gì đây? Cái này nó không có giống như hồi nãy là những thay đổi về màu sắc nữa, mà nó đã chuyển qua một cái hoạt động nào đó. Bạn nào có biết hoạt động gì của ai không? Chúng ta sẽ gọi là gì? Những hoạt động sinh hoạt của con người khi mà hoàng hôn trên sông Hương bắt đầu ha. Chúng ta sẽ có cái ý chính của cái đoạn này, các bạn ghi cho cô. Đó là đoạn 2. Ý chính đó là, tụi con ghi đi, tôi cho bạn vào phòng cái xong biết sao bạn bị hoài, có vấn đề gì không hiểu tại sao mà bạn My cứ bị văng ra ngoài. Rồi ý nữa, tụi con ghi ha, ý chính của đoạn này là những hoạt động sinh hoạt
của con người. Hai bên bờ sông. À, những hoạt động của con người ở hai bên bờ sông và trên mặt sông. Cụ thể đây nè, để cho dễ hiểu thì hai bên bờ sông đang tiến hành hoạt động gì vậy? Cô mời bạn Minh Hoàng nè, Minh Hoàng trả lời cho cô biết ơi. Minh Hoàng đâu con? Dạ. Dạ. Ừ, con nghe không? Nghe nãy giờ cô nói không? Dạ nghe. Ừ, cô hỏi cô nè. Cô ơi, cho con coi lại. Khoan từ từ đi. Khoan từ từ. Cô hỏi cái đó là sinh hoạt của con người hai bên bờ sông, cụ thể đó là sinh hoạt của ai và sinh hoạt gì? Dạ, sinh hoạt của con người. Của ai? Con người nào? Dạ, con người ở Huế. Không, ở trong cái đoạn số 2 này nè. Đây nè. Thấy không? Dạ, phía bên sông sớm còn hến nấu cơm chiều, thả khói nghi ngút cả một vùng tre trúc, vân vân. Là ai đó, hoạt động của ai? Của một cái xóm có tên là xóm Cồn Hến. Được không? Hoạt động gì? Dạ là nấu cơm chiều. Đúng rồi, nấu cơm chiều. Rồi, còn hoạt động trên mặt sông. Hoạt động trên mặt sông là hoạt động của ai? Dạ, của những người chài cá. Đúng rồi, có những cái thuyền chài. Họ đang làm gì? Gỡ những mẻ cá cuối cùng. À, họ đang gỡ những mẻ cá cuối cùng. Đúng rồi đó. Còn nữa không? Còn hoạt động gì nữa không? Dạ. Còn những cái dải đèn bên đường thì bắt đầu thắp lên, được không? Mở lên. Và như thế thì khoảnh khắc của buổi chiều là chấm dứt. Sau những hoạt động đó thì cái khoảnh khắc của buổi chiều chấm dứt. Ha. Rồi, các bạn hiểu cái ý ở đây chưa? Tức là cô đang chốt lại cái ý cho mình á. Mình tự tìm không được, mai mốt mình phải tự tìm được nha. Đó là cái đoạn số 2 này, nó nói về những hoạt động sinh hoạt của con người hai bên bờ sông và trên mặt sông. Ha. Cô ơi, 6:40 rồi. Ok, cô đang bù giờ. Tại vì bù giờ cho chúng ta đi ra đi vô nãy giờ nè. Ha. Đoạn kết bài. Đoạn kết bài nó nói gì các bạn? Đây, bạn kết bài. Huế thức dậy trong một nhịp chuyển động mới, đi vào cuộc sống ban đầu của nó. Có nghĩa là đến buổi sáng hôm sau. Buổi sáng hôm sau thì mọi thứ trở lại với cái nhịp sống như cái đầu ngày ngày hôm qua. Báo nào? Như vậy chúng ta sẽ ghi cái ý của phần kết bài là gì đây? Là Huế thức dậy, đi đi các bạn, đi không kịp đi đi nha. Đây là cái phần bài học á. Huế, chính xác là chúng ta sẽ ghi là sự thức dậy của Huế đi. Sự thức dậy của Huế sau hoàng hôn. Rồi, xong. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu về nội dung nhanh của từng lời. Đoạn. Tìm hiểu về nội dung của từng đoạn. Sau đây thì chúng ta sẽ đi qua cái phần nhận xét. Nhận xét. Con ăn cari dịch nữa cô ơi. Con đừng ảnh hưởng tới cái việc học của các bạn. Nếu như mà con đói mà con muốn ấy thì con có thể nghỉ sớm và con xem lại clip ha. Con có thể nghỉ sớm trước, các bạn khác vẫn còn học cho đến hết cái ý của đoạn này rồi cô sẽ cho nghỉ. Nếu con muốn thì con sẽ rời đi trước đi nha. Rồi đừng nói nữa nha. Bây giờ cô sẽ rút ra cái nhận xét, đó là cái trình tự miêu tả. Rút ra nhận xét về trình tự miêu tả. Còn cái cuối cùng thôi đúng không con?
Trình tự miêu tả của bài văn đó là gì? Một, đó là lúc bắt đầu hoàng hôn nè, lúc bắt đầu hoàng hôn. Rồi đến gì? Đến những thay đổi của nó, những thay đổi của con sông, những thay đổi của con sông. Rồi đến những cái hoạt động của con người, những hoạt động của con người. Rồi cuối cùng là Huế thức dậy. Vậy từ đây nè, đây là cái cách mà cô ghi ngắn lại của những cái ý ở trên thôi ha. Vậy từ đây chúng ta sẽ rút ra một cái nhận xét là nó miêu tả theo cái trình tự gì đây. Từ đây đến đây, đến đây, đến đây. Đó là cái trình tự về, các bạn thấy là lúc bắt đầu hoàng hôn, xong bắt đầu nó thay đổi, xong bắt đầu nó thức dậy. Thì đó chính là theo trình tự thời gian nha. Theo trình tự thời gian. Tụi con ghi xong thì tụi con lấy cây bút đỏ ha. Tụi con sẽ khoanh cái này lại theo trình tự thời gian. À, rồi, xong. Hôm nay bài học đến đây thôi. Bữa sau cô sẽ đi tiếp với các bạn về cái phần... những cái phần phía sau nữa ha. Tụi con về nhà xem lại bài học nha. À, được chưa nè? Dạ. Rồi tụi con ghi bài xong đi tụi con nghỉ ha. Chào các bạn nha. Con ghi xong rồi. Bye bye con. Ok. Bye bye con. Bye bye. Bye bye con. Bye bye. See you again. See you later. Con cãi đâu rồi con? Ngọc ơi. Chị, tôi có chuyện gì? Viết xong chưa? Dạ rồi. Còn chỉnh, còn chữ an nữa là xong rồi. Nghe chữ gian á. Oh my god. Bye, see you again. See you again. Rồi còn hai tụi mình.
Con